và đến bây giờ một bài hát tiếp theo của chúng ta, một điệu múa cũng nói về quê hương và đất nước, đó là điệu múa như thế nào nhỉ? Múa trên quê hương qua điều rất là tuyển chuyển của các chị em của hội điệu hiệp Hanover. Quý vị ơi, hãy nổ một tràng pháo tay thật tròn giá để chào mừng các chị em được không ạ? Nào, xin một tràng pháo tay cho tốt ca múa Múa trên quê hương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một ngày con sẽ